đức hiến đăng ngọn đèn thắp sáng. Giặc tan tâm tội vô mình, dẹp đi mê tà mê tình mê dâm mê tài, phá tan hết cái u mê khắp nơi ánh sáng rạng ngời chung. Nếu không hòa hợp cái thân, sao thầy tầm được chúng sanh mê mờ? Tu thời chẳng mở mắt trời, sao tầm ra được thần tiên ở đời? Thầy vì sanh chúng mê mờ, nói ra cho rõ con thò chi con. Thời nay lắm kẻ ta ôn mà chúng nương Phật pháp giả nhiều thầy tăng, giả luôn thầy mẹ Quỳnh Long, con không phân biệt tưởng là Phật gia. Vì thời cơ quần đã ra, thầy đã được lành lộ ra thân hình. Con đừng có mãi trong kình, cơ trời sâu thẳm con tầm chẳng ra. Thầy đấy chẳng muốn nói ra, vì là cơ quan màng ba chọn rồi. Tất cả Phật lộ rồi, không chỉ thầy nói con dừng lại ngay. Tội mà phỉ báng Phật trời, con đường không đường lối ra. Vì thương thầy nhắc thầy khuyên, gạn nghe chân lý tầm người chân tu, dùng tâm nghe kỹ ghi, đâu là chánh pháp đâu là tà gian.
dùng tâm dùng chi siêu tầm lời sâu ẩn ý con ngầm nghĩ ra lắng nghe em là phép của ta Như Lai Phật tổ ban ra khắp nơi binh biên giặc trời khi mang độc tổ lan ra địa cầu con dùng thần chú quái linh lăng nghiêm thập chú vũ uy lúc Đại bi là của La Ni Quan Âm Bồ Tát ngàn tay cứu nàng lắng nghiêm dạy các độc hàng yêu ma quỷ hoài vội vàng chánh xa giúp con diệt ngang diệt ta xin ra chánh kỳ đầy xa ta giúp con bảo vệ nước nhà yên vui hạnh phúc mỗi nhà chính con cũng rất an toàn được dù lòng bao lắng nghiêm hộ trì với cùng quái lực từ bi của mười chư Phật kim cang trì lắng nghiêm quay lực vô nghị diệt trừ phiền não mê mờ bấy lâu giải quan nghiệp quan của con liệu con không là lỗi con giúp con thoát khỏi nghiệp quan không bị tù tội do người hàm quan giải đi các nghiệp tiêu mòn giúp con thẳng tiến con đường chánh tu giúp con thoát khỏi nạn tay nạn lừa nạn nước nạn tà giao tranh giúp con tới cảnh tiên bồng tìm ra giải thoát